bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Showbiz hôm nay, Triều Lê đột phá mới, phim Trương Hàn bị gỡ bỏ, Vương Nhất Bác gặp khó khăn trực giờ gờ. Ngày hôm nay, cộng đồng màng hoa ngữ phải nhận hàng loạt tin gây choáng về các dự án phim mới, có vui và có không vui. Nếu mọi người muốn biết thì hãy chịu khó xem hết video này nhé một bảng xếp hàng nhiệt độ web drama trên Wincay. Giờ đây, thỉnh quân đã chẳng còn đối thủ nào trên bảng xếp hàng nhiệt độ Wincay nữa, nên đang vững ngôi số 1 với chỉ số nhiệt độ tăng lên 84,35 điểm. Thành tích tăng như thế này là có lý do cả đấy, vì phim đang bước vào giai đoạn cao trào với các tình tiết ngược mới. Có ai đang thổn thức vì câu chuyện tình cảm trắc trở của cặp đôi đăng đăng lục viên như mình không? Vị trí thứ hai khiến mình choáng vắng nhất không phải phàm tội hay thần cung côn luân mà là khu rừng nhỏ của hai người. Chẳng những leo lên top 2, nhiệt độ của phim còn chạm ngưỡng 70,12 điểm nửa cơ. Cứ ngỡ phim của Ngư Thư Hân và Trương Bân Bân trẻ nhạt nhòa mãi, ai dè cũng có lúc gây bất ngờ như thế này. Màn bứt phá của khu rừng nhỏ của hai người đã đẩy phàm tội xuống vị trí thứ 3 với 63,98 điểm nhiệt. Thần Cung Côn Luân đứng top 4 chỉ đạt được thành tích 59,34 điểm Bảng xếp hàng Winkai ngày 26 tháng 9 vừa qua đã thiếu mất một cái tên là các quý ông khu đông bắc của Trương Hàn Bởi phim đã bị gỡ khỏi các nền tảng phim chiếu mạng, dù hành động này quá trễ so với dự đoán của mình. Nhưng chỉ cần thấy phim bị cắm sóng là mình thấy vui rồi, bởi một dự án có nội dung tệ hại như thế này thì không xứng đáng được ra mắt khán giả. Không chỉ mình đâu mà đa số cư dân mạng cũng đồng tình về suy nghĩ của mình và ăn mừng rất lớn. Hai phim của Vương Nhất Bác gặp khó khăn trực giờ gờ. Sáng ngày hôm nay, cộng đồng mạng hoa ngữ là xuân sao được thông tin. Bộ phim Trường Không Chi Vương do Vương Nhất Bác và Hồ Quân Đồng Chính bất ngờ bị hoàn chiếu ngay trước ngày lên sóng. Thậm chí đoàn phim còn quyết định lên kế hoạch để hoàn trả tiền vé cho những người đã đặt trước nửa cơ. Thông tin này hiện đang khiến cộng đồng mạng hoang ngữ, đặc biệt là các fan của Vương Nhất Bác rơi sóng vì quá bất ngờ. Đa phần mọi người đều đặt kỳ vọng rất cao về dự án mới của nam diễn viên trẻ này sau sự thất bại của lần hợp tác với Trần Hiểu. Đáng tiếc, vẫn may vẫn không mỉm cười với anh. Ngày hôm qua, cảnh đánh vỏ của Lưu Thi Thi và Trương Chỉ Khe trên phim trường Nhất Niềm Quan Sơn đã nhận được mưa lời khen của các blogger. Xuất thân là diễn viên múa chuyên nghiệp nên động tác hình thể của Lưu Thi Thi đẹp miền bàn. Lại cộng thêm kinh nghiệm đóng các bộ phim võ hiệp trước kia. Chỉ là ảnh hậu trường thôi mà khán giả đã phấn khích rồi. Còn bạn thấy thế nào? Phần nhìn đã đủ để thỏa mãn chưa? Lượn lờ các trang tin phim ảnh mình vô tình đọc được dưa về dự án cổ trang xuất nhân yến. Theo các blogger hello, lộ, Trương Nhật Nam chính là ứng cử viên sáng giá trên vai nữ chính, là trưởng công chúa Đan Dương Lý Hoài Ngọc Xét về phần nhìn, mình cảm thấy chiếc nhược nam rất hợp với hình tượng là ngọc cành vàng, vừa dịu dàng, linh đồng lại vừa đai các quý phái. Những ai từng bảo Triệu Lê Dĩnh fan trong bộ ảnh tập chí trước thì lần này có lẽ sẽ phải nghĩ lại đó. Đổi sang phong cách thu đông mang hơi hướng trầm buồn, cổ điển lại phối thêm mái tóc xoăn đai các, nhấn chắc lần khí chất của Triệu Lê Dĩnh thăng hàng vun vụt. Nhìn sơ qua mình cứ tưởng đây là một bạch phù mỹ nào đó cơ. Nếu phải chấm điểm cho Triều lệ dình trên thang điểm 100 thì mình xin cho cô 101 điểm vì sự đột phá mới này. Thông tin phim ảnh nào của ngày hôm nay khiến mọi người ngỡ ngàng nhất, còn mình thì hơi là quẻ một chút. Trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của Triều Lê Dình thôi vì mình đã bị nhân sắc của cô hụt hôn rồi. bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo